Nào bây giờ ta thực hiện là sử dụng annotation với test ng đúng không? Có cái này. Test ng đúng không? Sử dụng này với test ng nhá. Bây giờ các bạn sẽ tạo một cái bài mới là lab 61 Java project nhá. Như là lab gì? 61. Rồi. Sau khi tạo xong các bạn nhớ, đấy là ta add cái test ng vào nhé, bấm phải chuột này, chọn build path này, config build path, sau khi tạo xong project thì chúng ta sẽ add cái test ng vào ba cái thư viện lần trước vào đúng không? Đây. UPath này. Library đúng không? Test ng vào. Và add external ra mấy cái file lần trước. Rồi. Đấy. Bây giờ bạn tạo một cái file. Để nhanh thì nó lấy cái file cũ nhá. Cái file của bài lab 5.1. Bởi vì nó giống nhau mà đúng không? Đây chính là bài này. Đúng không? Có cái file này đúng không? Vứt lại vào file này, vào cái chỗ này. Và ta sửa lại thôi đúng không? Bạn đổi tên cho nó. Reflector. Rồi, như vậy là ta đã có được cái phần này rồi. Bây giờ ta sửa lại một chút đúng không? Ta sửa lại này, không phải ta đặt như thế này nữa, mà ta sẽ đặt là gì các bạn? Đá cong gì? Before test. Đúng không? Thì chúng ta sẽ có public này. Void nhá. Ví dụ như là rồi. Đấy, thế nhỉ? Thế thì trong phần này chúng ta sẽ thực hiện khai báo những cái gì cần. Cụ thể là gì? Chúng ta khởi tạo những cái thành phần này được chưa nhỉ? Ví dụ bạn có thể khai báo là khai báo web driver ở đây.
đúng không? Sau đó chúng ta gõ cái này vào đây, URL vào đây, đúng không? Đấy. Và đến đây chúng ta thực hiện là ta set cái này, đúng không? Đấy. Ví dụ thế, đúng không? Thì đây là ta khởi tạo cái thành phần đấy, đúng không? Sau bây giờ đến khi ta chạy, đúng không? Ta có này, driver. Đấy. Ok. Và đến phần test thì chúng ta thực hiện là ta so sánh hai thằng với nhau thôi, đúng không? Thế bây giờ ta xóa cái chỗ này đi. Được chưa nhỉ? Đấy. Bây giờ ta có string, đúng không? Được chưa nhỉ? Thế còn cái title web này chúng ta cũng phải khai báo ở trên, ta có trước rồi đúng không nhỉ? Ví dụ bạn có ở đây, ta có thể ghi là string bằng cái gì đấy, đúng không? Hình như bị xóa, vừa xóa mất rồi sao, đúng không? Đây, làm như thế này. Có phải cái này không? Đấy. Kiểu như vậy, đúng không? Và ta copy đúng cái này. Rồi. Bây giờ so hai thằng bằng nhau đúng chưa nhỉ? Là chúng ta gì, ta chạy cái dòng này ta làm sao, before gì? A cộng gì? App gì? Rồi. Dạ. Đấy, nó tách ra làm ba thành phần như thế nhé. Được chưa nhỉ? Đấy, không, thì nó sẽ đưa ra thông báo là chính xác. Ok, đây là cách chúng ta sử dụng cái annotation và chia ra làm ba hàm là before test, test và gì? Không phải after class mà là after test nhé. Rồi. Ok. Vậy xong cái chỗ này rồi nhé.